phân bổ không kim bài bài 311267. Hoa nè. Không lý cũng không. Ví dụ xưa giờ đi đi lấy một lần nào với con? Dạ chưa. Lần đầu tiên đi hả? Dạ. Lấy cái hộp bự bự ra. Nó bể. Khó xíu nha con. Có đúng rồi á, chú bên kia kìa. Chú bạn của chú Sơn nè. Hai chú. Giờ làm sao mà cho nó đỡ là được. Ai chị đấy. Nhưng mà anh làm chung với anh Sơn hay sao? Đúng rồi, hai thằng đi chung với nhau đây mà. Làm nắng nồi bụi bặm sao mà không làm được đúng không? Dạ.
qua đã. Anh có cục có nhức từ hôm qua anh giờ. Có hút thuốc thì chúng tôi sẽ phải bỏ họng nhai luôn. Không giảm được, thì nó tăng thêm thôi. Dạ, nó cứng lắm nè. Để thấy nó sẹp luôn. Nó sẽ lấy bùn sưu tay vậy. Không phải biết sao, cái khúc này nó dày. Thì nó không có lội như tao biết bây giờ tao bấm sưu tay không? Mày bấm có một bên, tao bấm hai ba bên. Tại vì cái lỗ tai này nó cái cục này nó dày á. Thương thương lấy cái ghế, đổi cái ghế xong ai cái ghế xuống làm chị ơi. Không không, em phải để cho nó ngắn xuống làm chị ơi. Tao nghịch nghịch tao bóp một phát cái chừng tù rồi. Không xuống thì nguyên á. Ok, cảm ơn. Cảm ơn ạ. Đi vào phía ơi. Anh là lần đầu tiên đi lấy mụn chứ mẹ lâu rồi. Nghe ơi. Ông bộ lên đây, ông bộ lên mày sao mà gần rồi. Ông bộ lên rồi. Biết nào, máy điện vào sổ 0977 á. Máy điện vào số 0977. Đó xin nhận là Huy. Cố lên con. 0977 311 267. Lấy gần sợ nó bẻ mụn. Thế rồi. Em cho chị cái ống với mớ bông đi. Này, cố lên. Quá trời luôn. Quá giỏi. Ai làm cũng được miếng được để nằm khóc buồn quá. Anh tên gì? Anh tên là Tú.
đang tính hỏi ngược em tên gì luôn á, mà thâu đó. Nó thiệu tên nhà. Anh Tú, cái này là dụng cụ xử lý như vậy tại tầm 3 nha, cụ xài nguyên việc cho mỗi khách nha. Hết mụn con ơi. Cái này về về quê ông Huy. Dạ có. Bên kia có không? Không, bên mới làm rồi, bên đây nữa rồi. Ok, đợi chứ. Đấy không? Cái này xong khúc rồi. Cho chị tăm bông đi. Tăm bông em ơi. Ok, cảm ơn. Được hóa xíu nha. Này thành cậu viên. Nhân tà bá rồi.
Tại là mấy chỗ này đã đau rồi, còn mấy chỗ đó không sao. Mấy vùng này nhạy cảm. Cố lên, cố lên. Cố lên con trai ơi. Sáng tới rồi ha, sắp xong cái cục này. Có cục bự nên cho nó đi luôn. Sắp xong rồi. Chịu được không con? Được. Giỏi quá. Quá xuất sắc. Vậy này sẽ màu đẹp trai. Hết mộng là đẹp trai ha. Làm đài đi. Em bình thế này chiều chiều bây giờ em muốn đi hang được thế à? Cái cục này nó em bị hái luôn này. Thảo Văn Đông. Em muốn chờ hang được Thảo Văn Đông rồi, giúp về. Okay.